Để quay lại. Alo. Đây nha, ví dụ mình muốn xóa cái mình muốn che cái phần này nó bị lỗi không, đang bị lỗi không? Thì mình sẽ kích vào đây. Xong rồi chọn vào đây. Uneo này. Xong rồi là bắt đầu mình ấn Alt. Mình kích vào đây để chọn cái vùng nó giống giống cái vùng ở đây này. Để mình che đi. Mình tạo một cái layer mới này. Cộng. Xong mình vuốt một đường rồi. Đấy, ví dụ nó không giống thì chẳng hạn nhé, thì mình ấn Ctrl T nó sẽ hiện lên cái này, mình kích vào đây, đấy nó hiện ra cái bảng này thì bắt đầu là mình kéo thoải mái được đó. Kéo nhìn cho nó giống giống đấy, ví dụ như thế này là gần giống nhau, chỗ này thì cứ bỏ qua nhá. Hôm bắt đầu mình tạo một cái kích vào đây nào, nó sẽ hiện một cái bảng ở đây. Mình ấn vào Ben. Ben này. Mình muốn phóng to con trỏ, con cái này này thì mình kích chuột phải. Đây là size này. Đây là cái phần radio cái phần mờ bên ngoài đây. Mình ấn vào đây là mình cái màu đen này nhá. Mình nhớ mình chọn cái màu đen. Màu đen là xóa. Màu đen là xóa, màu trắng là tô ngược lại. Đây anh ví dụ này. Đấy, màu đen là xóa đúng không? Còn màu trắng thì nó lại lấp vào. Không, cái đây này, cái này mình kích vào đây. Thấy đổi không? Thì đổi cái này nó là chữ X. Đấy, giờ mình xóa đi thì phải là màu đen đúng không? Xóa đi. Đấy, thế là được rồi đúng không? Cái này thì tương tự nhá. Đấy. Xong rồi mình xuất file ra thôi. Xuất file thì mình sẽ vào file này, vào export này, vào cái quick export png này, mình xuất ra mình đặt tên ấy. Nút lưu vào rồi đúng không, lưu vào rồi nha. Mình sẽ vào ladi của mình thêm ảnh, đây là phần thêm ảnh này, cách vào chọn ảnh này. Sẽ bắt đầu mình vào mục của mình đó. Lấy cái ghế mà ngồi. Ở Hiếu lấy nhá. Đây nha, cái ảnh mình vừa xuất ra đúng không? Kích vào. Chọn vào nhá. Đây là cái ảnh mình vừa in vào đúng không? Mình cho nó vừa khung này. Nếu mà thấy nó to quá thì mình kéo này xuống thôi. Là mua cho mày ướt đi. Mình ví dụ bình thường mình kích vào đây nhá, kích vào cái khoảng trống này, mình kích vào cái khoảng trống này đúng không, kích vào xong rồi mình bắt đầu mình kéo đây nè, có cái hình đây nè, không mình kéo đây kéo xuống hay kéo lên, kéo lên là tại văn căn bản là nó có cái vướng ở không, nó còn khoảng trắng là chẳng qua là cái nó vẫn còn một cái sản phẩm nữa nó đứng ở bên ngoài ấy. Ví dụ như ở bên ngoài nhá. Đây, ví dụ như vẫn còn khoảng trắng nào. Này. Nó chỉ mắc tầm ngang với lại cái này thôi. Thì mình phải kéo lên thế này thì nó mới lên được. Không thì mình xóa đi. Đấy, ví dụ đây. Mình cho ảnh vào được nhá. Mình muốn làm cái ảnh lên này này. Lên đằng sau. Nó giống cái này. Nó giống cái lên đằng sau này thì mình sẽ tạo một cái layer mới. Cộng vào đây để tạo một layer mới này, layer 3 này. Đấy, layer 3 này nhá, trống nhá. Như cái này là Guardian đấy. Guardian này, chỗ đỏ này, chỗ đỏ đậm này, đỏ đậm này. Đấy. Thì mình sẽ kích vào đây. Nút tắt là nút G. Ấn chuột phải. Để xóa ra cái trang này nhá, được kích vào Guardian này. Nên nó hiện lên cái bảng này. Mình kích vào cái bảng này nhá. Cái đây là màu này, đây là màu sắc này, cái rộng. Còn ở bên trên này là opacity. Thì cái này nó là màu đỏ đúng không? Thì mình kích đúp. Không kích đúp vào cũng được mà kích vào cũng được, kích vào nhá. Thì nó sẽ hiện ra cái chấm này là cái hình cái nhỏ này. Mình sẽ kích chọn vào đây. Đúng không? Cái này cũng thế. Mình sẽ kích vào đây.
Mà cái lúc mà nó không hiện ấy, nó không hiện thì đây là do cái opacity ở bên trên này. Ơ đơ mẹ đó. À đây chưa, các bạn ấn vào xong nhá, là ấn ok này. Là xong cái màu đây nhá. Mình kích vào đây. Rõ ràng ở đây nó hiện màu trắng mà không nhìn thấy gì đúng không? Thì nó là do opacity ở bên trên này này. Mình đây này. Mình sẽ kéo lên 100. Để được. Kích vào đây. Kích vào đây. Đúng không? Kích vào đâu cũng được. Xong rồi mình đếm xem nó là bao nhiêu cái nó song song với nhau nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6 đúng không? Thì mình sẽ thêm vào đây. 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6 là cái này. Thì mình kích vào đây thôi. Đấy, chọn color. Chọn cái màu đen. Ok. Kích vào đây. Cứ làm tương tự thế. Đấy, thế là được cái màu giống cái màu này đúng không? Mình ấn ok. Sao cái này nữa? Ok. Xong bắt đầu mình kéo. Đây nha, thường thường mình kéo thẳng thế này thì cái đường sọc kẻ nó sẽ thẳng như thế này. Còn mình kéo chéo thế này, cái gì đường thẳng nó sẽ sọc chéo thế này đúng không? Xong mình xuất ảnh nè. Mình lại vào file này. Xbox này, mua lại Xbox ơn này đi nhá. Ấn JPEG ra. Mình xuất file JPEG nhá. Nếu mà là ảnh lên ấy. Nếu mà ảnh lên thì mình nên xuất file JPEG. Chọn chất lượng này. Chọn chất lượng là very good. Đó. Xong rồi là Xbox ra. Xbox này, sorry lưu file nhá. Có vẻ của hàng đâu? Của Hà mà không ăn thì vứt đi chứ. Cay chết nhỉ Hà. Vứt rồi em ăn cơm nước anh ơi. Đây kích, mình kích vào đây. Kích vào lên nè. Mình kích vào lên nhá, mình muốn thay lên thì mình muốn thay lên mình kích vào lên này. Chọn vào màu này. Đầu tiên nó không hiện cái bảng đấy thì mình kích vào đây. Còn là kích vào đây. Lúc nào nó cũng hiện ở đây. Ví dụ nhiều lúc mà nó không hiện cái răng cơ này thì mình phải kích vào đây. Sổ xuống. Sau đó bắt đầu chọn. Ở đây nó sẽ có này, màu cơ bản này. Màu cơ bản là mình chọn màu đấy. Màu Guardian là cái màu ở trong Lady nó cũng có nhưng mà nó chỉ có hai màu. Cái màu nó chỉ có trên dưới thôi. Hoặc là cái vòng tròn, cái hình tròn. Thì mình sẽ chọn hình ảnh này. Chọn ảnh này. Có cả video. Mình thêm mà. Thêm cái ảnh này mình vừa làm đúng không? Thêm mà. Đấy. Thì nhìn nó sẽ giống, nếu mà để lên đây thì nhìn y hệt cái này đúng không? Đấy, nhìn y hệt rồi nhá. Thì tại sao mình không vứt luôn cái ảnh này vào? Tại vì các bạn là ví dụ mình điền thông tin vào đây mà nó bị nhiều quá đúng không? Thì làm sao mà sửa được? Thì mình tách ra như vậy thì mình có thể kéo đi kéo lại thoải mái không? Ví dụ nó nhiều thông tin nó thì có thể kéo xuống được như thế này đúng không? Đấy. Còn mình tách đây. Cái này là chèn thêm tách này. Đây có các loại size này. Cái này tiêu đề là chỉ một đoạn ngắn thôi. Mình viết văn bản cũng được. Cái này cũng thế. Cái này mình... Cái này là đoạn văn này. Mấy cái này nó là tiếng Việt hết rồi thì tự làm được. Ví dụ ở đây này. Xong mình copy content vào nhá. Dior. Ơ, cái của Đức đâu rồi? Dior này. Mình copy vào đây. Đó. Ví dụ chữ nó tự nhiên nó nhảy xuống như thế này, nó là do cái này nó không đủ rộng ấy thì nó phải tự nhảy xuống không? Thường thường mình sẽ kéo full đi, kéo full sang hai bên đây. Nếu mà muốn căn giữa thì kéo full sang hai bên đấy. Rồi mình kích vào căn chỉnh này, mình chọn vào căn giữa này. Đó.
Xong rồi ví dụ như chữ này mình thấy nó không nổi lắm đâu, mình đổi màu thì là đổi màu chữ ở đây hoặc là ở bên này. Nó có cái bảng này. Thì mình đổi màu này. Đổi màu trắng này. Ok chưa? Thấy phông này nó không đẹp chẳng hạn thì mình sẽ đổi một cái phông khác. Chọn đây, đây là chọn phông chữ này. Phông mặc định của nó tất cả là sẽ là toàn trang nhá. Cái vào đây. Mình chọn một cái phông là thường thường là ví dụ như cái mấy cái sang sang xịn xịn ấy, thì mình sẽ chọn phông có chân. Phông có chân là sao? Đây là phông không chân nhé. Phông có chân là sẽ như thế này, nó sẽ có mấy cái nhọn nhọn này, tia tia này, thấy không? Nó có kiểu nét thanh nét đậm ấy. Đấy, ví dụ nhiều phông thì nó sẽ lỗi thì mình sẽ chọn một cái phông khác chẳng hạn. Đây nó có nhiều phông mà. Đấy, ví dụ phông này chẳng hạn. Mà mình muốn chữ nó đầu tiên mặc định nó sẽ thế này này. Mà mình muốn chữ nó to hơn một tí á. Nó dày mình hơn một tí, béo hơn một tí thì mình sẽ ấn vào bold. In đậm. Cái bọng nó đâu này? In nghiêng này. Gạch chân này. Đấy, gạch giữa này. Còn ví dụ như mình có một đoạn văn bản mà mình viết muốn viết hoa nó hết đây. Mà chả nhẽ ở trong content này, ấy, mà nó là nó viết có cái đậm có cái thanh ấy. Có cái viết hoa có cái không viết hoa ấy. Nếu thì mình ấn kích vào đây nó sẽ viết hoa hết cho mày. Cái này em thử. Đấy nha, xong rồi đến phần hiệu ứng này thì vừa chỉ xong ấy. Rồi xong rồi. Đây nó chỉ gài vào thế này, mày hất chân lên thì nó chả bung lên. Cái này chưa rơi. Bỏ luôn vào cái túi này, cái túi này có để làm gì đâu. Túi này của Hằng đưa cho Hằng để đựng rác. Hằng phải đựng rác túi riêng không nó mới đầy được. Đâu anh bảo này, em là sạch sẽ. Con người sạch sẽ. Đấy, nói thế nó cũng thôi, chả hiểu cái gì. Kiểu gì nó cũng chê được à. Sao? Chị Hằng trẻ trâu á? Hằng tươi đang khen em trẻ. Đây nha, ví dụ như mình muốn thêm nút điều hướng ấy thì mình sẽ ấn vào dấu cộng này. Xong bắt đầu là mình ấn vào nút bấm này. Nó sẽ có các mẫu nút bấm cho mình này. Ví dụ mình chọn một cái này đi. Đấy. Để đây đi chẳng hạn. Thì mình muốn chuyển nó season, mình muốn chuyển nó chuyển đến cái season mà mình muốn ấy. Thì mình kích vào đây này. Thì mình vào sự kiện đúng không? Như vừa nãy anh bảo đúng không? Đấy, thêm này. Đầu tiên là nó không có gì nhá. Thêm. Mình sẽ kích vào đây là ấn chuột. Xong rồi chọn. Đây, có tất cả, có nhiều cái. Nhưng mà mình sẽ chọn cái chuyển season. Mình chọn cái, đây, xong rồi nó sẽ hiện cái season này. Nên mình sẽ chọn cái season mình chuyển. Ví dụ season 4 chẳng hạn. Đấy. Thế là xong. Đến lúc mình xem trước ấy thì mình kích vào thì nó sẽ tự động chạy xuống cái season đấy. Season này chưa có gì thì không hiện. Xong cái này nha, mà mình muốn kiểu giọng mình chỉ cần đưa chuột vào nó chuyển màu đi ấy. Ví dụ đưa chuột vào tự nhiên cái chữ này nó to lên này hoặc là nó chuyển màu đi thì mình sẽ kích vào đây cho mình vào sự kiện tiếp. Mình thêm mới, thêm được nhiều nha, cái này thêm được nhiều cái. Thêm mới này. Thay cái chữ nhấn chuột thành chữ rê chuột, có nghĩa là mình chỉ cần rê chuột vào thôi là nó hiện hiệu ứng này. Rồi chọn set này, set style này. Kích vào đây. Đấy nó sẽ hiện ra một cái bảng này. Ví dụ như màu lên thì là cái màu đen này đúng không? Chọn đi, chọn sang màu trắng đi. Xong rồi cái màu viền là cái viền xung quanh của cái nút này. Ví dụ mình muốn chọn kích chọn màu xanh lá cây đi. Ok, nhưng mà cái này tại sao mình không thấy nó hiện ấy? Tại căn bản nào? Ok,
cái này nó không có việc thì nó sẽ không hiện, nhưng mà nó cứ để sẵn đây là màu chữ đây đầu tiên đang là màu trắng trắng nào đúng không, mình đổi thôi. Nó đầu tiên nó không hiện thế này đâu, đến lúc mình phải xem trước ấy, đây chuột vào thì nó mới hiện được. Thế là xong rồi nhá, mình muốn sửa thì mình lại kích vào thôi. Đây, trong suốt này, trong suốt này có nghĩa là ví dụ mình rê chuột vào thì nó sẽ trong suốt cho mình luôn. Nó là tiếng Việt nó dễ hiểu, phóng to này, ví dụ phóng 10% này. Đấy, mình xét hết tất cả cái này nhá, nền màu trắng này, viền màu xanh này, đó, chữ màu đỏ này nhá, phóng rê vào thì nó sẽ to lên này. Vậy là xét là xong rồi nhá, đến lúc mình xem trước này. Đấy, đầu tiên thì nhìn nó bình thường không, tại mình không rê chuột vào, đây mình rê chuột vào đúng không, nó sẽ to lên. Xong thế rồi. Xong còn cái mà phong số mình thêm phong số các thứ đúng không? Đây nha. Thường thường là mình sẽ không có cái phần ghi chú này. Mèo không có này, chỉ có phần number này thôi. Xong rồi là mình muốn thêm thêm cái gì thì mình kích vào thêm trường này. Rồi thường thường nó sẽ là địa chỉ đúng không? Địa chỉ này, thêm mới ra một cái này. Thêm địa chỉ này, xong rồi thêm nhiều cái là mình bán hai sản phẩm ấy. Combo mình bán combo chẳng hạn, hai combo thì mình sẽ thêm vào đấy, chọn một giá trị. Đấy. Mà mình muốn sửa cái này nhá thì đây. Ví dụ đầu tiên là ví dụ như thế này mà nó không hiện cái gì nhá. Ví dụ đầu tiên mình mở cái này ra mà nó không hiện cái gì, mình sẽ vẫn kích vào đây. Thuộc tính này. Rồi mình kích bao giờ nó chọn vào mỗi cái ô này thôi. Sao đi. Ví dụ mình muốn thêm 4 5 cái combo thì mình cứ việc enter xuống rồi mình gõ thôi. Nó tự thêm thôi đúng không? Còn ví dụ thường thường là hai combo thế này thì mình sửa thoải mái, ví dụ combo này chẳng hạn, một combo hai đấy, cái này là vậy là xong rồi nhá. Còn mà lúc mình thêm ấy, thì nó sẽ không hiện cái chữ bắt buộc nhập, mình phải kích vào bắt buộc nhập để nó phải chọn một trong hai combo này, chứ nó không chọn mà nó vẫn đăng ký mua được ấy thì là thường là không được đúng không? Đấy, xong rồi là mình thay đổi được cái form này nha. Ví dụ như bo viền thì nó sẽ hiện ở chỗ này này, đây viền này, bo góc này. Mình một là mình thích nó có viền thì mình chọn thôi, nó có các viền này thôi. Còn mình không thích thì mình không chọn, mình sẽ ấn chữ không chọn này, nó có chữ không chọn này. Đấy, đấy đâu. Xong cái này là bo góc này. Đấy không? Ví dụ mình bo nhá, mình chỉ cần kích vào đây cho mình kéo lên kéo xuống thôi. Đây, bo hết này. Đấy không? Thay đổi được cả chữ nhá. Cái lúc thay chữ thì mình sẽ kích ra ngoài này để nó bỏ chọn cái này, xong rồi mình lại kích lại. Lại kích ngược lại để nó sửa hết tất cả các chữ ở đây. Đây, thiết lập chữ này. Chọn gì cũng được. Thế thường là để mặc định cũng được, xong rồi cho chữ này, đây là cỡ chữ là PX là pixel nhá, cho to lên. Đấy, ví dụ cho to lên chẳng hạn, mà thấy chữ nó to mà nó đậm quá, mình tắt đi thôi. Đây này, đúng không? Lúc bật lên thì nó hiện màu xanh nhá, tắt đi sẽ hết rồi. Đấy thế thôi. Còn cái phần này là mình chỉnh riêng này. Mình đầu tiên là chọn vào rồi nhá, thì nó sẽ cái này nó viền xanh nó sẽ bao quát là nó sẽ sửa cả cái form số này. Còn nếu mà kích vào đây phát nữa thì nó sẽ chỉ sửa mỗi cái lút này thôi. Còn mình kích đúp phát nữa nhá, kích đúp phát nữa thì sẽ là ghi chữ. Bây giờ nó bôi xanh như thế này sẽ là ghi chữ này. Bài nào này, đúng không? Ghi như này rồi mà mình chót ghi không dấu thì mình ấy thôi, mình lại khoanh, mình lại tô vào nó, rồi mình kích vào đây thôi, cho chữ nó to lên nhở. Mà kiểu chẳng mà mình muốn chữ nó dài từ đây đến đây này thì nó có cái hình này, mình sẽ kéo ra,
Đó. Thế thôi. Thế là xong form số rồi. Còn cái number, cái mình phải chỉnh cái number này. Cũng phải lần một tiền. Xong rồi là cái bao nhiêu số không nọ anh phân chỉnh. Ừ, mình phải sửa nó đi. Đây. Thì thường cái này nó sẽ là so cho tất cả luôn. Thì mình cứ click vào đây đó. Thế là xong. Còn ví dụ mình muốn sửa cái này thành tiếng Malay thì mình click đúp vào đây thì nó chọn cái này nhá. Mình sửa đây. Chữ gợi nhắc này. Sửa đây. Ví dụ đây là name. Đấy. Click đúp vào đây. Phone number thì có sẵn rồi. Địa chỉ. À, đến đây. Đấy chứ đó. Đấy xong. Xong rồi đến thường là trang đầu sẽ là một trang bìa kiểu giới thiệu sản phẩm đúng không? Có form số cũng được. Mà không có form số cũng không sao. Đấy là do mình thôi, mình thích thì mình làm đó. Còn cái thường cái form thứ hai là tùy từng người không? Ví dụ người ví dụ như mình nghĩ, ví dụ như mình nghĩ là cái form số thứ hai này phải là video thì nó mới cuốn hút mọi người mua chẳng hạn. Thì mình sẽ thêm vào. Thì thêm video vào đây, cộng này. Video này. Thì nó hiện cái này nhá. Thì mình sẽ kích một cái. Đây nó cũng ra cái trang này. Thì thường thường nó sẽ là link qua sang YouTube. Còn không thì nó sẽ landing page cũng có video. Thường thường là mình cứ dùng YouTube. Bắt đầu là mình chọn video gì đấy chẳng hạn, video này nhá. All right, Dave here with another exciting tutorial, and today I want to talk about poly painting, okay, in ZBrush. I feel like there's sometimes some confusion around this. What is poly painting actually mean? Upload video này. Đấy. Selection file này. Up lên cái quả danh trên này. Đây này. Đây nha, ví dụ viết tên của nó. Viết tên, đầu tiên là viết tên thì ở trong phần content nó có. Thì mình cứ copy thôi, ví dụ đây này. Đấy, xem này chẳng hạn nhé, copy đây. Nó là tiếng Malay. Mình cứ copy đầy đủ thông tin vào đây, biết rồi. Đây luôn. Xong mình copy vào đây. Copy vào mục này. Mình ấn like nhá. Cái thumbnail này thì mình cứ kệ đi nhá. Thường thường là mình sẽ chọn nâu nhá. Không dành cho trẻ em này. Mình sẽ chọn này. Mình cứ like thôi, like hết rồi. Còn đến phần này thì mình ấn public, đừng ấn vào đây nhá. Không được ấn vào đây đâu. Ấn vào đây nó sẽ đến thời gian đấy. Còn ấn vào đây là public, là mình ấn public nó sẽ xuất luôn này. Copy này. Xuất video lên YouTube rồi. Đến lúc xong nó sẽ có cái link này đúng không? Mình copy link này. Mình vứt vào ấy thôi. Và cái đường dẫn video này có phải đấy. Nó trắng về là nó chưa load kịp ấy. Đây ví dụ như thế này mà mình thấy cái ảnh này xấu đó đúng không? Thì mình sẽ chọn này, màu. Mình kích vào cái video mình chọn màu hình nền này, chọn hình ảnh này, chọn ảnh. Đấy. Mình sẽ lấy cái ảnh sản phẩm mình, ví dụ như cái ảnh này chẳng hạn. Mình sẽ lấy nó thôi. Đấy, nó sẽ hiện lên đây luôn. Nhưng mà đến lúc bọn nó xem, bọn nó kích vào thì sẽ nhảy sang cái video mình. Đó. Cho nghỉ lúc nào thì làm. Hôm nay. Xong. Mời em cho cốc cà chanh. Mai lại mời tiếp à? Mai mời tiếp anh. Lại mời tiếp ạ. Đấy, ví dụ thế này xong rồi đúng không? Ví dụ như em thích, dạy hết một thể xong rồi thì quay video về xem lại. Đây nhá, thường thường là ví dụ như tùy đây nhá, như thường là đây cái đầu tiên này, xong rồi đến form số này, rồi đến một là video, hai là thông số, ba là ảnh sản phẩm đúng không? Cái nào mình thích thì mình thêm thôi. Thì sắp xếp sao cho nó đẹp ở ba cái đấy.
trong một radii nó sẽ có một cái video này, một cái thông số này, đấy, ảnh sản phẩm này, với lại giới thiệu sản phẩm. Xong mình sẽ có một cái form số. Thường thường là em nhìn thấy một form số đầu, một form số đít, đúng không? Đấy, thì sẽ có một form số ở dưới đây nữa. Mà mình muốn, ví dụ mình muốn lấy form số này mang xuống đây thì mình chỉ việc kích vào cái season này thôi. Rồi ấn Ctrl C nhá. Ctrl C xong rồi là xuống đây ấn Ctrl V là được. Ctrl V là ra luôn. Xong rồi bắt đầu là đến thông tin đó, đến thông tin như mình cái này nè. Thông tin như mấy cái này thôi. Mà mình copy được từ season, mình copy được từ cái tab của cái web khác sang được cái này luôn. Đấy. Thế là xong rồi. Còn cái phần Photoshop này thì anh chỉ phần cắt phải đúng không? Ví dụ em muốn cái video, em muốn cái đồng hồ này thì em cắt ra thôi. Mà em muốn xóa cái đồng hồ này đi thì em lại tô ở cái phần này. Đây nè, mình ấn Alt nhé. Tại sao cái này nó bị cấm tô này, cái này này, nó đang mắt này nó đang tắt. Mình tạo một cái layer mới. Kích vào đây chẳng hạn, kích vào đây. Thấy không? Thấy chưa? Đây, đây xóa chưa? Lỗi thì mình chỉ căn chân Z thôi là được. Đấy, thế là xóa tay đó. Rồi cho cái đồng hồ mình vào. Còn ví dụ như nó chỉ cắt ghép thế thôi. Là nếu mà làm khéo léo thì nó sẽ được một cái là đi ví dụ như thế này nữa. Đây cũng chỉ toàn là cắt ghép thôi mà. Đấy đúng không? Cái ảnh này hình tròn thì mình cắt hình tròn đúng không? Mình cắt hình tròn. Thì đây. Cái chọn vùng này nè. Nó sẽ có phần tròn này, các mẫu hình tròn thế này thôi. Quay vào nhá, ví dụ khoanh lỗi thì mình ấn Ctrl D để tắt cái vùng tròn đi. Bật lại thì là kích vào cái vùng tròn. Đấy, sau đó mình Ctrl G lên. Ctrl G là nhân cái layer mình chọn này. Đây vừa nãy mình chọn vào cái màu trắng này nhá. Mà nhân đôi lên ấy thì nó sẽ không ra cái màu gì cả. Nó sẽ không ra cái hình tại các bạn ạ. Cái này, cái layer mình chọn nó đã màu trắng rồi. Thì mình phải chọn vào cái layer của cái hình này. Là cái hình này đúng không? Ctrl G này. Đó. Nó chỉ chọn được cái ảnh này. Sau đó mình xuất riêng cái ảnh này thì mình ấn vào đây. Ấn vào khoảng trắng nha, đừng ấn vào chữ layer này. Kích vào đây. Kích chuột phải. Sau rồi mình ấn Quick Export, cỡ xuất bản nhanh. Kích vào đây. Mình lưu thôi, đặt tên vào. Đấy. Đấy là hình tròn, sau đó là hình vuông, hình ông sao, hình chữ nhật các thứ thì ví dụ hình vuông, hình tròn thì ở đây nó có sẵn này nhá. Còn hình ông sao các thứ thì mình phải vẽ bằng tay giống như kiểu pen vừa nãy anh chỉ á. Sau này ấn Ctrl Enter. Đây ví dụ này. Đây nhá, ấn Buffer nó sẽ hiện này nhá. Cái vừa. Vẽ hình ông sao chẳng hạn. Đấy, ví dụ ở đây ông sao này chẳng hạn. Thì mình ấn Enter là nó sẽ thành vùng chọn ngay. Thành vùng chọn là mình Ctrl G lên thôi. Là được. Ví dụ mình xuất bản, xuất ảnh ra rồi nhá. Mình muốn cho vào đây chẳng hạn. Thì mình lại thêm hình ảnh, chọn. Đấy. Thế là được rồi. Đấy, còn mình muốn đẹp thì đấy, đây là do tùy mình sắp xếp này nè. Ví dụ đây là sắp xếp này ba ảnh này, đúng không? Mà mình muốn ảnh nó lồi lồi ấy thì thường thường là ảnh này nhìn nó bệt bệt nhá. Thì mình sẽ đổ bóng cho nó. Thì đây mình kích vào ảnh này sẽ có phần đổ bóng này. Mình chọn đổ bên ngoài là nó đổ vùng màu trắng, đổ bên trong nó sẽ đổ vào trong, ngược trong. Mình chọn bên ngoài. Không phải, cái này nó là ấy đâu.
nếu mà nó bị như thế này là rõ ràng là ảnh JPEG trong suốt nhưng mà nó vẫn viền này là nó đổ bóng theo cái hình vuông này, thì mình sẽ kéo cho nó bo góc vào, đúng không? Đấy, nó sẽ đổ bóng luôn này. Ví dụ nhiều hình thì phải đổ bóng cho nó thì nhìn nó mới ấy được, à thì nhìn nó mới lồi lên được, đổi lên. Đây nút này, chữ các thứ là. Còn mà ví dụ như mà mình làm mà nó nhiều thứ lôm côm quá ấy, mà mỗi lần kéo mình phải muốn mình mỗi lần mình muốn kéo hết tất cả các thứ ấy. Đây ví dụ mình muốn kéo ba cái ảnh này đi chẳng hạn. Mà mình mỗi lần mình lại phải khoanh hết thế này đúng không? Mà nhỡ ở đâu đằng sau nó lại có một cái ảnh nữa mà mình không muốn kéo thì mình gộp hết cái này vào. Mình ấn nhá. Alt nhá. Không phải ấn cắt chuôn. Chọn ba cái ảnh đúng không? Đây này có tạo nhóm này. Đấy, về sau nó sẽ thành một cái nhóm như thế này. Thì mình chỉ việc ấy thế này thôi, kéo thấy một cái thôi. Mà ví dụ như thế này rồi mình lại muốn sửa thì mình một là mình hủy thì nó sẽ lại tách ra như cũ này. Còn không thì mình không muốn hủy, mình vẫn để nguyên nhóm thì mình đầu tiên mình kích vào. Đấy, kích vào thế này nhá thì nó sẽ chọn tất cả các vùng này. Kích đúp mình kích thêm một lần nữa thì nó sẽ chọn một cái ảnh này. Chỉ chọn một ảnh này thôi. Còn mình đến lúc mình kéo ra đây này. Nó vẫn là một nhóm thì lôi thì nó vẫn đi cả. Đây như cái này tương tự kéo ra này. Đầu tiên là ví dụ kích vào thế này thì nó cũng chỉ hiện cái ô vuông là tất cả các ảnh đúng không? Kích vào đây thì nó sẽ hiện ô vuông ở đây, nó dễ nhìn mà. Đó. Thì mình thêm vào. Đây mấy cái này cũng thế. Đây là shape, nó cũng chỉ shape hình thôi mà. Đây, cái hình vuông này thì nó sẽ có ở đây. Ở trong Nadi nó cũng có đây nè. Hình hộp này. Đúng không? Hình vuông này, hình tròn này. Cái này thì mình đổi được màu các thứ. Màu ở đây. Màu này. Ở đây nhá, cái bảng này rất nhiều màu. Còn cái này là cái độ trong suốt của nó. Ví dụ mình kéo lên thì là trong suốt nhá, còn kéo xuống thì là đục mà. Đây, ví dụ như cái hình này mình muốn lên 50% chẳng hạn. Cái này chỉ áp dụng với màu thôi nhá. Đấy, đúng không? Thấy nó màu chưa? Này do mình xếp thôi. Mình xếp các thứ. Nó hình thế này chẳng hạn. Đấy. Cho này xuống dưới đi. Còn muốn cho lên trên thì xuống dưới à. Được. Đấy, ví dụ như thế này nó giống như cái này. Hai hình nhá. Đây, cái hình này cũng là riêng này. Đấy. Cái này là mô hình tròn này. Đây nó cũng theo nhóm này thấy không? Đấy chỉ có thế thôi. Còn ví dụ như còn cái gì sáng tạo hơn thì là do mình thôi.